vợ cũ bằng kiều ngỡ ngàng khi phát hiện điểm này ở quý tử Úc. Vợ của ca sĩ bằng kiều, ca sĩ Trích Di Phương Trinh là MOT trong những gương mặt quen thuộc với sân khấu âm nhạc trong nước và hải ngoại. Bên cạnh con đường âm nhạc, cuộc sống đời tư của Trích Di Phương Trinh cũng nhận được sự quan tâm không kém. Là người mẹ tâm lý, luôn tôn trọng mọi sở thích của con nên Trích Di Phương Trinh ủng hộ phong cách riêng của các con. Cô cho biết, trước khi làm bất cứ điều gì các con đều xin phép ý kiến của mẹ trích di phương trên bất ngờ về chiều cao tăng nhanh như cấp số nhân của quý tử cô chia sẻ bận rộn mới có mấy ngày mà ken di cao hơn mẹ hồi nào không hay mới tuần trước đo em còn thấp hơn mẹ một tí hôm nay đo lại em đã cao hơn mẹ rồi chắc tháng sau nói chuyện với em mẹ phải ngước lên nhìn như hai anh quá quý tử Úc nhà bằng kiều sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ đứng cạnh mẹ ken di cao vượt trội thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ cậu bé trổ mã điển trai lãng tử phía dưới bài viết khán giả để lại bình luận có cánh như Mấy nữa là mẹ thành người phụ nữ bé bỏng nhất nhà luôn. Mẹ đẹp giữ gìn sức khỏe nhé. Ken Di mặc hiền lành, dễ thương, lại đẹp trai và tình cảm, cưng quá con trai. Trích Di Phương trinh sinh ba cậu con trai xứng đáng. Anh nào cũng đẹp trai, khuôn ngô tuấn tú. Đó là hạnh phúc của người mẹ. Sau chia tay, Bằng Kiều và Trích Di Phương trinh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái. Cách cư xử phân minh của cả hai khiến dân tình nể phục. Cô cùng ba quý tử sống bên Mỹ với cuộc sống đủ đầy. Cách dạy con của nữ ca sĩ khiến nhiều ngưỡng mộ. Nhóc từ nhà bằng kiều giờ đây đã ra dáng thanh niên chững chạc, điển trai.